Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để cập nhật nhanh giá bán của chiếc xe Toyota Yaris Cross hiện tại thời điểm tháng 7 năm 2024 và cập nhật cho anh chị về giá lăn bánh. Đối với Yaris Cross thì hiện tại đang phân phối thị trường Việt Nam với hai phiên bản, trong đó có một phiên bản máy xăng và một phiên bản máy xăng lại điện, và cả hai phiên bản đều được nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất tại Indonesia. Và giá niêm yết là được các phiên bản như sau. Thì đối với phiên bản thuần xăng trước mắt chúng ta đây thì có giá niêm yết là 650 triệu, và hiện tại thì bên em đang giảm giá cho chiếc xe này là 23 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm và gói phụ kiện chính hãng, kèm theo đó là gói bảo dưỡng 2 năm miễn phí, cực kỳ nhiều ưu đãi. Thì tính ra đối với ưu đãi bên trên thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền để lăn bánh chiếc xe này chưa đến 700 triệu và cụ thể chỉ là 698 triệu là để lăn bánh chiếc xe này ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản máy xăng lai điện hybrid thì có giá niêm yết là 765 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm là 12 triệu tiền mặt. Tính ra cho anh chị lăn bánh là 835 triệu và cũng có ưu đãi như phiên bản máy xăng là 1 năm bảo hiểm thân vỏ này, gói bảo dưỡng 2 năm miễn phí và gói phụ kiện nữa. Còn nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì phiên bản máy thuần xăng thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 204 triệu là để mang xe về. Còn phiên bản máy xăng lai điện thì sẽ có số tiền ban đầu là 242 triệu. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản máy xăng màu đen. Chiếc xe Yaris Cross này thì cũng có rất nhiều phiên bản màu khác nhau. Thứ nhất là màu đen này, màu trắng ngọc trai, nóc đen, cam nóc đen, xanh nóc đen, rất nhiều màu cho anh chị lựa chọn tùy vào màu sắc. Và đặc biệt đối với tháng 7 này thì cũng được nhà máy ưu đãi rất lớn, từ tiền mặt, từ gói bảo hiểm thân vỏ này, rồi cả gói bảo dưỡng nữa. Thì mua chiếc xe này tầm giá này thì quá hợp lý rồi, sau một đợt giảm giá cực mạnh là giảm đến 80 triệu giá niêm yết, thẳng vào giá niêm yết, thì bây giờ lại có tiếp tục có sự hỗ trợ nữa, tiếp tục muốn đưa Yaris Cross trở lại bảng xếp hạng và mạnh mẽ hơn nữa. Và thông tin 6 tháng đầu năm thì chiếc xe Yaris Cross này được lọt top 10 xe bán chạy nhất trên thị trường xe du lịch, song hành cùng chiếc xe X-Force. Hai xe cũng chỉ chênh nhau 6 tháng đầu năm khoảng 139 xe. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về một số thông tin của chiếc xe Yaris Cross này. Để anh chị cần em tư vấn thêm vấn đề gì khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.